Chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em bộ loa đến từ hãng Bose. Model của nó là Acoustimax 3 Series 3. Đây là một thương hiệu audio cao cấp của Mỹ. Dòng này thì được sản xuất tại New Zealand, Anh Quốc. Loa về trong tình trạng đẹp long lanh góc cạnh. Bên trong nó sẽ sở hữu một cái loa bass hai cuộn dây nha. Và nó sẽ có là hai cái đầu vào. Hai đầu vào ở phía trên và hai cái đầu ra. Sở hữu là hai cái loa xí ngầu Bose nha. Dòng này thì tiếng của nó rất là hay. Cái công suất của nó là từ 10W cho tới 100W, trở kháng loa từ 8 ohm, 4 ohm đến 8 ohm. Nó sẽ có thiết kế một cái lỗ thông hơi ở phía bên hông nha. Đây là hai cái loa tai xí ngầu nha. Dòng này thì anh em có thể chơi phòng ngủ rất là hay. Về kích thước của nó là chiều cao là 360mm và chiều ngang là 210mm, chiều sâu của nó là 190mm. Và sau đây thì em sẽ test một đoạn âm thanh về anh em sẽ thử chất âm của đôi loa Bose. Dầu con ánh trắng tay đâu dám treo cao to bay cùng nàng. Dẫu em tỏ ra thương mến, dẫu mình đi về chung lối, em sang đầu anh cuối sông tư. Biết em không màng giàu sang không muốn gả chồng con mình mai sau ai không tìm dê quý cao sang. Đêm đêm chẳng ngủ được yên, thao thức chờ chân gắng lạnh một mình, thâu canh tiếng gà sao xa. Em trong gấm lụa êm ấm chỉ riêng mình này công danh dỡ dàng, thưa với mẹ cha đến giam hồi cuối, xin trời cao thương xót để chuyện sau này đổi lớn, không muốn đời chia cách sông. Chắc âm rất là quy luật nha Nam. Bên trong nó sẽ thiết kế một cái loa bass là 16cm, thiết kế hai cuộn dây nha. Và đây là cái tín hiệu ngõ vào, nên có thể lấy tín hiệu từ cái âm đi đưa vào. Và hai cái ngõ trên đó là hai cái loa vệ tinh nha, loa xí ngầu. Và với cái loa súp này thì anh em có thể đặt ở dưới gầm nha. Đây là súp hơi đặt dưới gầm, và hai cái loa xí ngầu thì anh em có thể đặt ở phía trên thì âm thanh nó sẽ rất là lan tỏa, cộng hưởng bass chất âm rất là mềm mại nha. Đó là một trong những đặc tính của những cái dòng loa Acoustimax. Và với một cái combo loa Bose Acoustimax 3 Series 3 trong tình trạng đẹp long lanh thì em có thể sử dụng để nghe nhạc phòng ngủ rất là hay nha. Và với bộ loa này thì em sẽ bán với giá là 2.700.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ với số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em vui lòng nhấn nút đăng ký phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.